Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi. Tập 403. Thần Đạo Đan Tôn chương 4029, Kim Điêu Thập Bát Trảo. Tốt! Những người khác đều gật đầu. Mặc dù Lăng Hàn mới là kẻ cầm đầu nhưng Tư Mã Hoè nối giáo cho giặc, tự nhiên không thể buông tha. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, hắn nói với Tư Mã Hoè, thế nào, ta nói ngươi diễn kỹ quá nát à. Tư Mã Hoè lại thở dài, hắn cảm giác chính mình diễn rất tốt, rất nhập tâm. Hiu hiu hiu, người xung quanh đã nhao nhao xuất thủ tấn công Lăng Hàn cùng Tư Mã Hoè. Ai, vì cái gì các ngươi nhất định phải chết sang? Tư Mã Hoè từ tốn nói, đột nhiên thân thể giết tới, phiêu giật như quỷ mị, phốc phốc phốc, hắn xuyên thẳng qua đám người như không có gì. Liền chứng kiến một đạo huyết hoa bắn ra, không có người nào không bị hắn cắt đầu, ngã xuống đất mà chết. Hắn liên sát mười mấy người, bản thân lại không nhiễm một vết máu, phiêu giật, tiêu sái. Những người khác sợ hãi mất mặt không dám tiến lên, thực lực của người này mạnh cỡ nào. Đám người bọn họ dám tới đây tranh đoạt, khẳng định đều cường đại hơn tầm bí cảnh bình thường nhưng nhiều người vây công như vậy vẫn bị hắn một chiêu diệt sát một người, thực lực chênh lệch bao nhiêu. Bọn họ đều có chút hoài nghi, người này có phải cường giả tiên đồ hay không. Lúc này có người quay đầu bỏ chạy, sát thần như vậy không thể địch nổi, không đi chịu chết mới tốt. Đã có một thì sẽ có thứ hai, người nơi này chạy sạch sẽ nhanh chóng. Tư Mã Hoè xoay người lại, hắn cười với Lăng Hàn một tiếng, ta là người giảng nghĩa khí, không có liên lụy đến ngươi nha. Nhưng ta cảm thấy rất khó chịu, Lăng Hàn từ tốn nói. Thì tính sao? Tư Mã Hoè nhìn về phía Lăng Hàn, bỗng nhiên hai mắt biến thành đỏ bừng, giống như nhuộm đầy máu tươi. Ngươi là một đối thủ không tệ, ta nghĩ dùng da của ngươi làm ngọn đèn bàn sẽ rất xinh đẹp. Ngươi không phải phái diễn kỹ sao, tại sao biến thành phái thần kinh? Lăng Hàn lấy mảnh vỡ mộ bia ra, hắn quyết định phải giao huấn gia hỏa này thật tốt. Ha ha, ngươi muốn dùng một cục gạch đối kháng ta. Tư Mã Hoè cười to, nói, tàn dạ, xem ra ngươi lấy tên rất chính xác, thật não tàn. Tay phải Lăng Hàn nắm lấy mảnh vỡ mộ bia, tay trái ngoắc một ngón tay về phía Tư Mã Hoè, tới đi. Thành toàn ngươi, Tư Mã Hoè công tới. Lăng Hàn trực tiếp ném cục gạch tới, xèo, nó như đạn pháo đập về phía Tư Mã Hoè. Vô chi, Tư Mã Hoè tùy ý đánh ra một đạo khí kình, hắn muốn đánh bay cục gạch nhưng hắn lập tức biến sắc. Bởi vì cục gạch không dính vạn pháp, hắn đánh ra kình lực căn bản không có tác dụng, cục gạch nhanh chóng đánh thẳng về phía hắn. Lúc này, hắn đã bỏ qua thời gian trốn tránh tốt nhất, chỉ có thể dùng hai tay che mặt. Phanh, hắn cảm thấy hai tay đau đớn, sau đó cả người đều không tốt, dường như có âm khí quấn quanh, mặc dù vô hình vô ảnh nhưng hắn lại có một cảm giác, dường như hắn bị vật gì đó quấn quanh. Đau nhức đau nhức đau nhức, hắn cúi đầu nhìn, chỉ thấy hai cánh tay đều biến hình, xương cốt khẳng định đứt rời. Hắn hoảng hốt, đây là bảo khí gì, quá khủng bố. Thân thể Lăng Hàn tới gần, bổ sung một quyền. Tư Mã Hoè vội vàng lui về phía sau, hai tay của hắn cũng không bị thương nghiêm trọng cỡ nào, nào dám va chạm khí lực với Lăng Hàn. Lăng Hàn thừa cơ thu hồi mảnh vỡ mộ bia, hắn ném ra đồ chơi này cũng chỉ thử một chút, không nghĩ tới hiệu quả thật sự kinh người. Ta cảm thấy ngươi nên diễn người chết. Hắn liên tục ra quyền, nhanh như lưu quang. Tư Mã Hoè vừa giận vừa sợ, nếu như hắn còn ở trạng thái toàn thịnh, tự nhiên không sợ lôi quang quyền nhưng hai tay như bị gãy xương, kinh mạch cũng thương tổn không nhỏ, hắn có thể chiến đấu sao? Hắn chỉ có thể lui, lui lại thật nhanh. Sỉ nhục a, luôn luôn chỉ có hắn đùa bỡn người khác nhưng bây giờ lại rơi vào cảnh chật vật như thế. Cảm thấy hai tay càng ngày càng đau nhức. Hắn không dám ham chiến, lúc này quay người bỏ chạy. Nếu Lăng Hàn phát động chỉ xích thiên nhai, khẳng định có thể đuổi kịp, cũng đánh Tư Mã Hoè bay đi nhưng môn thân pháp này sẽ bại lộ thân phận của hắn, hắn dùng cẩn thận mới tốt. Được rồi, dù sao gia hỏa này cũng đủ thảm rồi. Lăng Hàn thu hồi mảnh vỡ mộ bia, tiếp tục tìm kiếm tiên thuật. Hắn an ổn đào ba thước đất, cuối cùng cũng tìm được tiên thuật. Đây là một quyển gia thú, dĩ nhiên không phải gia hư không thú, dáng vẻ cổ xưa, sau khi phát động sẽ có hình tượng kim điêu xuất hiện, khác biệt góc độ, khác biệt đối thủ nhưng có thể chế địch nhanh chóng. À, đây không phải trảo pháp sao, vì sao lại có hình ảnh kim điêu đi săn? Người trẻ tuổi, ngươi có thể xuống núi. Một giọng nói vang lên bên tai Lăng Hàn. Cầm lấy kim điêu thập bát trảo,
hắn liền nối thẳng so tài sau đó. Lăng Hàn gật gật đầu, nội tâm lo sợ, không biết người này có nhìn thấy cảnh hắn đánh Tư Mã Hoè tổn thương hay không. Mặc dù mảnh vỡ mộ bia là vật chẳng lành nhưng lại có hiệu quả kinh người, đừng làm cho cường giả tiên đồ sinh ra ác ý mới tốt. Còn tốt, hắn đi xuống dưới núi cũng không gặp ai đi ra tìm hắn. Vừa về tới tiểu viện, Lăng Hàn lập tức tu tập Kim Điêu Thập Bát Chảo. Đây không phải thứ trực tiếp truyền thụ chảo pháp mà là thông qua quan sát Kim Điêu đi săn, từ đó thể ngộ tiên thuật này. Hắn cẩn thận quan sát, bên trong thức hải, hình tượng đứng im lại động. Lăng Hàn giống như về tới niên đại hồng hoang, một con kim điêu dương cánh trăm trượng bay trên bầu trời, nó nhanh chóng phát hiện phía dưới đất có cự mãng dài trăm trượng đang thổ nạp. Một đám khí đen bay tới bay lui trong miệng nó, trước miệng nó còn có một viên châu màu đen lơ lửng, có cảm giác vận vị khó hiểu. Mãng xà sinh đan cảnh, Lăng Hàn nói thầm trong lòng, gieo, kim điêu lại trực tiếp phát động công kích, từ trên bầu trời lao xuống, song chảo bắt lấy phía dưới. Tất cả là màu vàng rực. Cự mãng kịch chiến với kim điêu, sau khi va chạm 2-3 lần liền bị kim điêu tóm được và xé thành mảnh nhỏ. Hình tượng biến hóa, kim điêu lại tìm con mồi khác, lần này nó tìm được tê giác màu bạc, trên trán có sừng nhọn như lưỡi đao. Đây là đao tê, từ biểu hiện trong tư liệu cổ xưa, sau khi loại yêu thú này thành niên chính là tồn tại sinh đan cảnh mà lại là tồn tại nổi bật trong sinh đan cảnh. Đao phong của độc tê không gì không chém, vô kiên bất phá. Nhưng mà kim điêu lại ngang nhiên phát động công kích, trực tiếp cầm lấy đầu đao tê, sừng nhọn sắc bén của nó không dùng được, sau đó nó bị nâng lên không trung và xé thành hai mảnh. Còn có. Lăng Hàn nhìn thấy từng tràng cảnh kim điêu bắt mồi, có hung thú trên đất, có hung ngư trong biển, có mãnh cầm trên bầu trời nhưng tất cả đều bị nó xé nát gọn gàng. Khi tất cả hình tượng đều biến mất, Lăng Hàn bắt đầu cảm ngộ, từ công kích của kim điêu hóa thành chảo pháp của bản thân. Ngộ tính của hắn cực kỳ đáng sợ, sau một ngày, hắn đã nắm giữ bước đầu. Lúc này có người tới lưu lại lời nhắn, bảo Lăng Hàn vào 10 giờ sáng ngày mai đi tới quảng trường, đại hội sẽ cử hành tại đó. Trừ Lăng Hàn ra, trong viện này có Ngưu Kiếm Hoa cũng nhận được lời nhắn. Trên thực tế người bị đào thải đã rời khỏi Thái Cổ Tông, người lưu lại đều có tư cách tham gia thi đấu. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 4030, thật là khéo. Ngưu Kiếm Hoa có thể tiến vào top 32 cũng không kỳ quái, dù sao hắn cũng là thiên tài nhất tinh. Đối với Ngưu Kiếm Hoa mà nói, hắn phát hiện Lăng Hàn vẫn còn lưu lại trong tiểu viện, tự nhiên hắn sinh ra kinh hãi thật lớn. Về sau hắn mới biết được, hóa ra Lăng Hàn may mắn đạt được Kim Điêu Thập Bát Chảo. Khó trách, người ta là bói toán đại sư, có thể là người đầu tiên tìm ra tiên thuật cũng là chuyện đương nhiên. Hắn cũng không có đi đỉnh núi tìm kiếm, bởi vì hắn chính là hậu đại của Linh Chân Quân, bí pháp gì không chiếm được, cần gì phải đi cướp một môn tiên thuật cấp thấp. Thật sự là nói đùa. Nhưng mà, bởi vì vô sỉ bỏ lại Lăng Hàn cùng Tiêu Huyên, hắn cũng không tiện chào hỏi Lăng Hàn, chỉ coi như không biết. Một đêm trôi qua, Lăng Hàn đã lĩnh ngộ Kim Điêu Thập Bát Chảo được mấy phần nhưng rốt cuộc có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực, tất cả còn phải chờ đánh nhau mới biết. Thời điểm mặt trời mới lên, hắn bắt đầu tu luyện. Hắn mở ra khiếu huyệt trên người, hấp thu thiên địa lực, đẩy mạnh kinh mạch khuếch trương. Quá trình này chỉ có thể hoàn thành vào lúc tầm bí cảnh. Tầm bí cảnh không cần khai phá kinh mạch mà là mở ra một khu vực cho mình để mà tồn trữ bí lực. Mỗi người mở ra tới bí cảnh không giống nhau, có ít người lấy tâm can tỳ phổi thận làm không gian dung nạp. Có người suy nghĩ khác người, lấy đại não làm không gian dung nạp nhưng đại đa số người đều mở đan điền. Kỳ thật tầm bí cảnh không phải là điểm cuối cùng, ngươi có thể mở ra một ít không gian nhỏ liền vọt vào tiên môn. Cũng có thể dừng lại ở cảnh giới này thời gian thật lâu, dùng không ngừng mở rộng không gian dung nạp tồn trữ bí lực. Bởi vì tầm bí cảnh chỉ quyết định thời gian võ giả chiến đấu dài ngắn, cho nên chân chính ảnh hưởng chiến lực chính là khai khiếu cảnh. Cảnh giới này còn có thể tiếp tục khuếch trương kinh mạch mà kinh mạch càng rộng, một kích đánh ra bí lực tự nhiên càng nhiều, uy lực tự nhiên cũng lớn hơn. Đương nhiên, tu hành cảnh giới tầm bí cảnh qua loa, như vậy chiến đấu 2-3 lần sẽ tiêu hao sạch bí lực, đó cũng không được. Khai khiếu cảnh cực kỳ trọng yếu. Có ít người chỉ mở ra 36 cái khiếu huyệt đã đột phá, sinh thời liền vĩnh viễn chỉ có thể. Dùng 36 cái khiếu huyệt dung nạp thiên địa lực, so sánh với người đột phá đệ nhị cảnh,
đệ tam cảnh sẽ kém hơn người ta vài cấp độ, chênh lệch không có khả năng biến mất. Đương nhiên Lăng Hàn sẽ không thỏa mãn với đệ nhất cảnh, thậm chí đệ tam cảnh cũng không phải điểm cuối của hắn, hắn muốn mở ra tất cả ẩn huyệt, đánh xuống căn cơ cực kỳ hùng hậu. Nửa giờ sau, hắn ngừng lại, không sai biệt lắm còn mấy ngày nữa hắn liền có thể nghênh đón cấp độ sinh mệnh tăng vọt lần nữa, đến lúc đó không biết sẽ mở thêm mấy cái khiếu huyệt. Hắn ăn xong điểm tâm, lại ôn tập Kim Điêu Thập Bát Trảo một lần, nhìn xem thời gian đã không còn nhiều lắm liền đẩy cửa đi ra ngoài, đi tới Thái Ý Các. Ngưu Kiếm Hoa rời đi sớm hơn hắn một bước, cho nên hai người cũng không có gặp nhau. Thái Ý Các cũng không xa, Lăng Hàn đi mười mấy phút là tới nơi, nhìn xem thời gian, cách 10 giờ vẫn còn 5 phút đồng hồ. Tính thời gian rất chuẩn. Lăng Hàn đưa mắt nhìn vào bên trong, thấy được ba khuôn mặt quen thuộc. Ngưu Kiếm Hoa, Tư Mã Hoè, Lưu Hoa Vân, những người khác cũng tỏa ra khí tức cường đại, tự nhiên đều là người nổi bật trong tầm bí cảnh, thiên tài nhất tinh chiếm đa số. Sau khi nhìn thấy Tư Mã Hoè cùng Lưu Hoa Vân, chẳng ai lộ ra vẻ mặt phẫn nộ và kiêng kỵ lẫn nhau. Tên cường giả trúc cơ lúc trước đi ra, hắn hai tay chắp sau lưng, mặc dù làm ra dáng vẻ 10 phần nhưng ở trước mặt những tầm bí cảnh này hắn tự nhiên có 10 phần tư cách. Hôm nay bắt đầu thi đấu chính thức. Hắn từ tốn nói, đợi chút nữa tất cả mọi người tới rút thăm, số 1 đấu với số 32, số 2 đối với số 31, cứ thế mà suy ra. Trong chiến đấu, trừ phù binh, không cấm dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Một phương nhận thua thì phương còn lại nhất định phải dừng tay, nếu không bản tọa sẽ đích thân làm thịt hắn. Không có nhận thua, cho dù bị tàn phế, chết cũng không cần gánh chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Sợ hãi thì nhanh nhận thua. Hắn dừng lại một chút cho đám người thời gian suy nghĩ, chỉ có mấy giây mà thôi, thấy không có người nói chuyện, hắn liền vung tay lên, vậy thì bắt đầu rút thăm đi. Đám người lần lượt tiến lên rút thăm, Lăng Hàn nhìn thấy mình rút được số 9. Trận đầu, số 1 đấu với số 32, nhanh ra khỏi hàng, không nên lề mà lề mề. Hiển nhiên tên cường giả trúc cơ cũng không phải là người kiên nhẫn. Cũng phải, hắn thấy tầm bí cảnh giống như sâu kiến, hiện tại còn bảo hắn chủ trì tầm bí cảnh chiến đấu, tự nhiên làm hắn 10 phần khó chịu. Hai người ra khỏi hàng, lập tức triển khai kịch chiến. Làm cho Lăng Hàn thất vọng là, hai người này mặc dù chiến lực rất cường hãn nhưng còn không có đạt tới cấp độ thiên tài nhất tinh, hết lần này tới lần khác bởi vì thực lực gần nhau. Đánh với nhau quá tốn thời gian, thủ đoạn gì cũng dùng ra hết, cuối cùng bởi vì một người có khí lực mạnh hơn lấy được thắng lợi cuối cùng. Đây chính là chỗ tốt khi tu hành bí lực kéo dài, một khi đánh lâu dài, hiệu quả lập tức hiện ra. Sau đó, số 2 đấu với số 31. Trận chiến đấu này liền kết thúc rất nhanh, số 31 là thiên tài nhất tinh, chỉ dùng thời gian vài phút liền giải quyết chiến đấu. Từng tràng chiến đấu tiếp tục, số 9 đấu với số 24. Lăng Hàn đi ra, đã thấy đối thủ của hắn lại là Ngưu Kiếm Hoa. Hiển nhiên Ngưu Kiếm Hoa cũng không nghĩ tới, trên mặt hắn lộ ra thần thái ngạc nhiên nhưng lập tức gật đầu, nói, ngươi không phải đối thủ của bản thiếu, tranh thủ thời gian nhận thua đi. Dù sao Lăng Hàn tinh thông bói toán, tương lai hắn đi mở ra di tích cổ, nói không chừng có thể giúp được một chút, cho nên hắn cũng không muốn Lăng Hàn ngang nhiên bị thua, miễn ngày sau xấu hổ. Hắn vừa nói ra lời này, sắc mặt Lưu Hoa Vân cùng Tư Mã Hoè đồng thời lộ, ra vẻ xem thường. Ngươi lấy đâu ra tự tin như vậy? Lăng Hàn lắc đầu, cười nói, vẫn là ngươi nên nhận thua đi, ta nhất định phải đạt được vị trí đệ nhất. Ngưu Kiếm Hoa sững sờ, sau đó bật cười, nói đùa cái gì thế, ngươi còn muốn đệ nhất. Hắn hừ một tiếng, nói, ngươi chỉ là vận khí tốt, đạt được một môn tiên pháp mới có thể đi thẳng vào thi đấu chính thức. Nếu bản thiếu xuất thủ, một chiêu có thể đánh bại ngươi, cho nên ngươi nên ngoan ngoãn nhận thua đi. Ít nói nhảm đi, mau đánh. Bên cạnh, tên cường giả trúc cơ lạnh lùng nói ra, hắn không vô cùng kiên nhẫn. Ngưu Kiếm Hoa mắng thô tục trong lòng, càng có lửa giận, lúc nào tới phiên một trúc cơ cảnh dám của mắng hắn. Nhưng hắn còn không có cuồng tới mức phách lối tại nơi này, lúc này hừ một tiếng, nói, tàn dạ, vậy cũng đừng trách bản thiếu không khách khí. Đối với Tinh La Lan quả, hắn nhất định phải được. Xèo, hắn đã xuất thủ, trong một bước chân, hắn lập tức tấn công Lăng Hàn, hắn đánh ra một chưởng mang theo hỏa diễm ngập trời. Hắn cũng không phải người lương thiện, xuất thủ sẽ không lưu tình. Lăng Hàn phát động Kim Điêu Thập Bát Trảo, hai tay duỗi ra, lập tức biến thành màu vàng kim. Thấy cảnh này, tên cường giả trúc cơ cũng lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Hai tay biến thành màu vàng kim,
Đây là tiêu chí sơ bộ nắm giữ Kim Điêu Thập Bát Trảo. Tiểu tử này mới đạt được tiên thuật trong 2 ngày ngắn ngủi, làm sao nắm giữ nhanh như vậy? Quái vật! Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 4031 là ngươi. Không chỉ là tên cường giả trúc cơ kia, sắc mặt Ngưu Kiếm Hoa biến thành vô cùng đặc sắc. Trong mắt hắn Lăng Hàn vô cùng yếu ớt, làm sao có thể là đối thủ của mình. Khí tức tỏa ra không thể làm giả, cực kỳ cường hoành. Phanh! Hai người đấu với nhau một lúc, Ngưu Kiếm Hoa liên tục bại lui. Về phía sau, hắn phải lui vài chục mét mới có thể đứng vững. À, nơi này đúng là rất kỳ quái, tiếp nhận lực lượng xung kích cường đại như vậy, thế mà không có một viên gạch hỏng. Lăng Hàn nhìn vào mặt đất, trên mặt đầy thần sắc hiếu kỳ. Tất cả mọi người choáng nặng. Ngươi bị ngu hay sao? Lúc này còn nói ra một câu như vậy. Hơn nữa, trước đó đã chiến đấu nhiều lần, tại sao ngươi không có nửa điểm ý thức như vậy? Ngưu Kiếm Hoa đứng vững, hắn dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn Lăng Hàn, càng có một loại cảm giác thẹn quá hóa giận. Hắn lại không bằng Lăng Hàn. Bị một người hắn không đặt vào trong mắt nghiền ép, việc này chẳng khác gì tát vào mặt hắn một cái rất đau đớn, chuyện này khác gì cục xương mắc trong cổ họng hắn. Tại sao lại như vậy? Một người tu hành qua loa lại có thể nghiền ép thiên tài nhất tinh như hắn hay sao? Hắn tuyệt đối không thể thua trong tay Lăng Hàn, lòng tự tôn của hắn không cho phép. Kiếm đến. Hắn khẽ quát một tiếng, xèo, một vệt ánh sáng từ trong miệng của hắn bay ra ngoài. Đây là một viên cầu, sau khi phát động thật nhanh đã hóa thành kiếm chỉ và xoay tròn xung quanh người hắn. À, đây là pháp thuật gì? Dưỡng binh thuật. Cường giả trúc cơ lại là kinh hô một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Ngưu Kiếm Hoa mang theo vài phần thận trọng. Hắn nghe nói qua, có ít người từ nhỏ đã lấy thân thể ôn dưỡng binh khí, thời điểm tu luyện. Thiên địa lực cũng sẽ chảy qua binh khí, làm cho binh khí thông linh, tự nhiên sẽ trở thành pháp khí, xưng là dưỡng binh thuật. Nhưng dưỡng binh thuật rất khó thi hành. Vì cái gì? Bởi vì binh khí làm sao có thể nuốt vào cơ thể, khẽ động không phải rạch phá bụng và cơ thể của mình hay sao? Cho nên, dưỡng binh khí cần dùng vật liệu đặc thù, thời điểm thu vào trong bụng có thể cuộn lại, hóa thành một cái hình tròn. Như thế liền không đả thương nội tạng, thời điểm cần dùng sẽ phun ra, hóa thành nguyên hình, lấy niệm lực, ngự. Bởi vì thời khắc ôn dưỡng trong cơ thể, binh khí cũng hoàn toàn phù hợp với mình, giống như hóa thành một bộ phận cơ thể chính mình, chỉ huy cực kỳ thuận buồm xuôi gió. Đã như vậy, vì cái gì dưỡng binh thuật cũng chỉ có những tộc nhân, đệ tử trọng yếu trong đại thế gia, đại tông môn mới có thể tu luyện. Chính là vì vật liệu dưỡng binh quá đặc thù, cực kỳ chân quý cùng quý giá. Hơn nữa trong quá trình dưỡng binh còn cần rất nhiều vật phẩm phụ trợ. Chúng cũng đắt kinh người, không phải đại tông môn đại gia tộc xuất thủ, căn bản không có khả năng trèo chống nổi. T, người trẻ tuổi này khẳng định có lai lịch lớn. Lầm, lầm. Ngưu Kiếm Hoa tế ra phi kiếm, lòng tin lập tức tăng nhiều. Dưới tiên đồ, dưỡng binh thuật mấu chốt ở chỗ dưỡng, giống như một đứa trẻ trong thời kỳ phát triển, hơn nữa trong quá trình nuôi bị gãy cần tốn hao cái giá rất lớn mới có thể tiếp tục. Cho nên, cho dù lúc trước không địch lại Lưu Hoa Vân, hắn cũng không có nghĩ sử dụng phi kiếm. Thắng thì như thế nào, chỉ tranh giành hơn thua mà thôi. Nhưng bây giờ khác biệt, hắn nhất định phải đạt được Tinh La Lan quả, quan hệ tới tiền đồ sau này của hắn, cho nên, dù là gián đoạn tiến trình dưỡng binh, hắn cũng phải đánh bại Lăng Hàn. Ai? Ai bảo chiến giáp của hắn bị tiểu tặc nào đó trộm mất? Chính là dưỡng binh thuật. Trong đám người trẻ tuổi cũng có biết hàng, lúc này hít một hơi khí lạnh và lên tiếng, cái gì dưỡng binh thuật? Tất cả mọi người hỏi hắn. Người trẻ tuổi lúc trước giải thích một chút, lập tức làm người khác động dung. Ngưu Kiếm Hoa tuyệt đối đến từ thế lực lớn. Nhưng vấn đề là, cho dù nơi này có hóa linh chân quân, trước mắt mọi người đều bị nhốt trong lồng giam, tìm đâu ra tài nguyên cung cấp Ngưu Kiếm Hoa dưỡng binh. Ngưu Kiếm Hoa mặt mũi tràn ngập ngạo nghễ, hắn biết một khi lộ dưỡng binh thuật ra ngoài khẳng định sẽ làm mình trở thành đối tượng bị đám người chú ý, nhưng hắn lại không có chút áp lực nào, và lứa tuổi của hắn cần nhất chính là người đồng lứa sùng bái, khác phái ái mộ. Tàn dạ, còn không nhận thua, hắn nói mang theo khí chất cao cao tại thượng. Lăng Hàn cười ha ha, đã như vậy, vậy để ngươi nhìn xem tuyệt chiêu của ta. Hắn cũng hét lớn một tiếng, lập tức thấy hắn xuất hiện một bộ khôi giáp, kim quang lóng lánh. Ta, khốn kiếp! Trong lúc nhất thời,
Ngưu Kiếm Hoa kém chút tức chết tại chỗ. Đây không phải là chiến giáp của hắn sao? Làm sao lại nằm trong tay Lăng Hàn? Rất đơn giản, tiểu tặc cướp sạch mình chính là Lăng Hàn. Khó trách gia hỏa này có thể bói toán vận rủi của mình biến mất lúc nào, căn bản chính là gia hỏa này gõ cục gạch vào đầu mình. Chính mình trúng vận rủi quấn thân, hoàn toàn chính là Lăng Hàn hại. Khổ lớn, thù sâu. Ngưu Kiếm Hoa tức giận không nhỏ, hắn đã từng vô số lần tưởng tượng dáng vẻ tiểu tặc, cũng vô số lần tưởng tượng tới sau khi bắt được kẻ này sẽ tra tấn chém giết thế nào. Kết quả, tiểu tặc thế này liên tục xuất hiện trước mặt hắn, lắc lư xung quanh hắn. Có trời mới biết thời điểm chính mình gọi đối phương là đại sư, trong lòng đối phương cười thành dáng vẻ gì. Chết, chết tiệt một vạn lần. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi, giết ngươi. Hắn hét lớn một tiếng, ngự kiếm chém về phía Lăng Hàn. Dưỡng binh kiếm đương nhiên cực kỳ sắc nhọn, hơn nữa hắn cũng sắp đạp vào tiên đồ, dưỡng binh gần tới tiểu thành, kiếm này có thể chém giết tất cả tồn tại dưới tiên đồ. Nhưng mà, đinh một tiếng, phi kiếm chém vào khôi giáp cũng chỉ nhìn thấy hoa lửa bắn tung tóe ra ngoài, sau đó liền bắn ngược trở về, cũng không lưu lại một chút dấu vết. Đây chính là pháp khí cấp bậc tiên đồ, hơn nữa còn là nguyên bộ. Lăng Hàn mỉm cười, nha, còn kém một chút, cố lên, ngươi nên vạch một chút dấu vết lên đó. Nghe nói như thế, tất cả mọi người im lặng. Ngươi cũng quá tổn hại người, muốn tức chết người ta sao? Ngưu Kiếm Hoa càng tức giận sung, huyết não, chiến giáp này là của hắn, là của hắn, của hắn. Dùng phi kiếm mình ôn dưỡng chém vào chiến giáp, đây là hành vi tổn hại cỡ nào? Cả người hắn đều không tốt, không nên khách khí nha, đến đây. Lăng Hàn lao đến, hắn đánh ra một quyền. Ngưu Kiếm Hoa nào dám đón đỡ, vội vàng trốn tránh. Hắn tự nhiên biết, bộ chiến giáp này là pháp khí cấp bậc nhất tinh, thậm chí là đỉnh cấp trong cấp bậc nhất tinh, chủ yếu là phòng ngự vô địch, căn bản không phải hắn hiện tại có thể phá vỡ. Cho nên, Lăng Hàn đã đứng ở thế bất bại. Đánh cái lông à? Hắn thu hồi phi kiếm, oán hận nói, ta nhận thua. Hắn nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn, tiểu tử này chỉ cần vừa ra khỏi Thái Cổ Tông. Hắn liền bảo bốn cái tùy tùng xuất thủ bắt người, mặc ngươi trâu bò cỡ nào, ngươi làm sao là đối thủ của cường giả trúc cơ. Lăng Hàn vẫn chưa thỏa mãn, hắn còn chưa chơi chán thì làm sao đầu hàng. Đừng nóng vội a, chúng ta so tài mấy lần nữa. Hắn nói, ngươi đủ chưa? Cường giả trúc cơ mặt đen lên tiếng, hắn đã nhìn không được. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 4032, đuổi đi. Xấu bụng, tất cả mọi người đưa ra lời bình với Lăng Hàn, ngươi xem người ta đã bị ngươi dọa bỏ cuộc, ngươi còn không buông tha, có cần tổn hại người ta như vậy không? Ngưu Kiếm Hoa lui, thối lui đến phía sau cùng, hắn trực tiếp xoay người rời đi. Muốn rời khỏi Thái Cổ Tông, làm đệ tử Thái Cổ Tông. Hắn nào có hứng thú như vậy, tới đây tham chiến cũng chỉ muốn có được tinh la lan quả, hiện tại đã vô duyên với đệ nhất, hắn còn ở lại làm gì? Chờ chút, hắn ngừng lại, như không ở lại Thái Cổ Tông, hắn làm sao biết Lăng Hàn sẽ rời đi lúc nào? Người này, hắn nhất định phải xử lý, cho nên hắn phải lưu bên trong Thái Cổ Tông, trông coi Lăng Hàn, chờ Lăng Hàn rời đi lúc nào thì hắn cũng lặng lẽ đuổi theo. Bảo bốn tên tôi tớ bắt lấy Lăng Hàn, sau đó hắn sẽ thẩm vấn một phen, lại tra tấn một phen, cuối cùng mới giết chết Lăng Hàn. Dám trêu chọc hắn, biết hắn là ai không? Ngưu Kiếm Hoa không đi, hắn lại về tới vị trí cũ, yên tĩnh quan chiến. Chiến đấu tiếp tục, Lưu Hoa Vân, Tư Mã Hoè nhao nhao ra sân, đều nhẹ nhõm cướp đoạt một thắng. Kỳ thật thiên tài nhất tinh cũng không có nhiều như vậy, bọn họ xem như người nổi bật. Ánh mắt Lăng Hàn nhìn lên người tên nam tử áo đen. Hắn là Liễu Quân, đệ tử thứ ba của Thái Cổ Chân Quân. Có thể được Hóa Linh Chân Quân thu làm đệ tử, đương nhiên thiên phú Liễu Quân bất phàm, tuyệt đối là thiên tài nhất tinh, hơn nữa còn có thể là người nổi bật trong thiên tài nhất tinh. Hắn vừa ra trận liền làm tên cường giả trúc cơ 10 phần khách khí, mỉm cười đối mặt, cho đủ mặt mũi. Gia hỏa này lúc trước bày cái giá đỡ cao bao nhiêu, bây giờ lại gần như nịnh nọt, nổi bật ra Hóa Linh Chân Quân cường đại. Đủ làm một tên cường giả tiên đồ phải khom lưng cúi đầu trước phàm nhân. Chiến đấu vòng thứ nhất kết thúc, thiên tài mạnh hơn đương nhiên trổ hết tài năng, trong thiên tài nhất tinh không có thẳng tiến vòng thứ hai cũng chỉ có Ngưu Kiếm Hoa. Bởi vì sắc trời đã tối,
Tỷ thí vòng thứ hai sẽ cử hành vào ngày mai, đám người cũng tản đi trước. Ngưu Kiếm Hoa vừa mới cất bước lại bị người ta ngăn cản, bảo hắn chờ lát nữa. Chỉ qua một hồi liền có lão giả áo xám xuất hiện, quỷ dị chính là thân thể của hắn lại hơi mờ. Chân ngã cảnh, Ngưu Kiếm Hoa biến sắc. Ngưu gia mặc dù có lão bộc chân ngã cảnh nhưng tuyệt đối không thể bởi vậy phủ định chân ngã cảnh cường đại, hơn nữa nơi này cũng không phải Bách Thắng Tinh. Hắn thật bị đối phương giết, cho dù lão tổ nhà hắn giá lâm, có thể làm cho Thái Cổ Chân Quân cúi đầu giao ra hung thủ hay không cũng là chuyện khác. Cho nên hắn vẫn cung kính, một chút mới tốt. Xin ra mắt tiền bối, hắn chắp tay nói. Tên cường giả chân ngã cảnh này tên là Đồng Nhạc, hắn gật gật đầu, cũng bày ra tư thái rất cao, sau đó mới nói, ngươi đến từ phương nào? Ngưu Kiếm Hoa hơi do dự, liền quyết định nói thật, vãn bối đến từ Bách Thắng Tinh, Tinh Long Giáo, gia tổ Ngưu Phương. Hóa ra là hậu nhân Ngưu Chân Quân. Đồng Nhạc a một tiếng, khó trách tiểu tử này có thể dưỡng binh, hóa ra đến từ một tinh thể khác. Tiền bối nhận ra gia tổ, Ngưu Kiếm Hoa cũng có chút kinh hỉ nhỏ, có thể xin đối phương ra tay bắt lấy Lăng Hàn hay không? Đồng Nhạc cười một tiếng, chưa từng gặp qua nhưng nghe nói qua uy danh của Ngưu Chân Quân. Đây là không có giao tình gì. Ngưu Kiếm Hoa thở dài trong lòng, đã không có giao tình, người ta dựa vào cái gì bán mặt mũi cho tầm bí cảnh nho nhỏ như hắn. Nếu là hậu nhân Ngưu Chân Quân, Thái Cổ Tông cũng không dám thu ngươi làm đệ tử, vẫn đi thôi. Đồng Nhạc phất phất tay, dựa vào, đuổi ta đi. Ngưu Kiếm Hoa ngây ngốc một chút, không phải đã nói chỉ cần tiến vào top 32 chính là đệ tử Thái Cổ Tông sao, vì sao lại đuổi hắn? Nhưng Đồng Nhạc cũng có ý nghĩ của Đồng Nhạc, một tên hậu nhân hóa linh chân quân ở lại bên trong tông môn của mình, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì sao? Ngưu Phương còn có thể bị Thái Cổ Chân Quân đỡ được nhưng nếu Ngưu Phương thỉnh động cường giả Tinh Long Giáo thì sao? Đại năng cấp giáo chủ cấp hàng thế, Thái Cổ Tông chỉ có thể bị một trưởng của đối phương tiêu diệt. Hiện tại bọn họ còn muốn điệu thấp, cũng không muốn dẫn tới đại năng cấp giáo chủ Chí Tôn tìm tới. Vì hoàn thành mưu đồ của bọn họ, cho nên Ngưu Kiếm Hoa nên về sớm một chút, miễn sinh ra phiền toái không cần thiết. Một tên cường giả chân ngã cảnh quyết định chủ ý, Ngưu Kiếm Hoa làm sao có thể cải biến. Bất đắc dĩ, hắn đành phải rời tông mà đi. Thiếu gia, bốn tên, lão bộc trúc cơ nhao nhao nhảy ra, cùng hành lễ với Ngưu Kiếm Hoa. Chúc mừng thiếu gia thu hoạch được bảo quả, như vậy càng vững chắc cơ sở, đại đạo có hy vọng. Có một lão giả vội vã vuốt mông ngựa, cũng không nhìn thấy sắc mặt Ngưu Kiếm Hoa lúc này đen cỡ nào. Chúc mừng em gái ngươi, Ngưu Kiếm Hoa đá ra một cước. Thiếu gia, ba lão giả khác chấn kinh, chẳng lẽ vuốt mông ngựa không đúng sao? Tên lão giả kia không dám trốn, không dám hoàn thủ, mặc cho Ngưu Kiếm Hoa đạp lên người. Sau khi phát tiết xong, Ngưu Kiếm Hoa mới nói ra nguyên nhân. Cái gì? Tiểu vương bát đản kia chính là tiểu tặc đánh lén và cướp sạch thiếu gia. Tên vương bát đản này còn một đường tùy tùng ta, chẳng phải là đang âm thầm chế giễu hay sao? Thật sự là quá ghê tởm. Ta đã sớm nói qua, tiểu tử kia không tin được. Lão giả thứ tư nói vuốt đuôi, lập tức đưa tới Ngưu Kiếm Hoa giận dữ và đánh hắn một trận. Có người đã bước vào tiên đồ nhưng vẫn ngu ngốc như thế. Thiếu gia, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Ngưu Kiếm Hoa trầm ngâm một chút, ta vốn định ở lại trong tông giám sát tàn dạ, chỉ cần hắn rời tông sẽ bắt lấy hắn nhưng hiện tại xem ra chúng ta phải tản ra, trông coi mấy con đường núi rời đi. Thiếu gia anh minh, bốn lão giả lại bắt đầu vuốt mông ngựa. Tàn dạ, ta tuyệt đối sẽ không buông tha người. Không nói Ngưu Kiếm Hoa, một đêm qua đi, Lăng Hàn đón mặt trời mới mọc tu luyện, sau đó ăn xong điểm tâm, hắn lại đi tới quảng trường Thái Y Các. Bởi vì hôm qua đã trải qua rút thăm, hôm nay cũng không cần, trực tiếp bắt đầu tranh tài. Nhanh chóng tới phiên Lăng Hàn, hắn trực tiếp mặc chiến giáp vào và đứng giữa sân. Đối thủ là Lưu Hoa Vân. Gia hỏa này rất bất đắc dĩ, trước kia không gặp được Lăng Hàn, bây giờ đối phương lại mặc bộ chiến giáp vào, nhìn qua còn có dáng vẻ rất lợi hại, vậy hắn không phải càng đánh không lại hay sao? Nhưng nếu bây giờ không đánh thắng Lăng Hàn, hắn liền không có khả năng đạt được Tinh La Lan quả. Hắn liều mạng, hét lớn một tiếng, bộ lông màu đen bao phủ toàn thân hắn, lông đen mọc dài, trong nháy mắt hắn như biến thành đại tinh tinh. A, không nghĩ tới tiểu tử này có một tia huyết mạch hung viên. Cường giả trúc cơ lộ ra vẻ kinh ngạc, giải thi đấu luận võ lần này chẳng những hấp dẫn rất nhiều thiên tài, càng có một ít quái tài. Hai tay Lưu Hoa Vân chấn động,
chỉ thấy móng tay trên 10 ngón tay bay ra ngoài, chúng dài chừng một xích, nhìn không khác gì 10 cây dao nhọn. Hắn giống to một tiếng và lao tới, không ngừng vung chảo tấn công Lăng Hàn. Lăng Hàn không nhúc nhích, mặc cho đối phương công kích. Nhưng chiến giáo phòng ngự không phải tầm bí cảnh có thể phá giải, chí ít duệ khí không cách nào đâm thủng kiên giáp này. Lưu Hoa Vân nhanh chóng tỉnh ngộ, hắn cải biến phương thức công kích, hai tay ngưng tụ thành nắm đấm và nặng nề nện vào chiến giáp. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 4033, thắng liên tục. Phanh, nắm đấm đánh vào chiến giáp, lực chấn động cuồn cuộn, đây là thứ chiến giáp không có cách nào hóa giải, tất cả hóa thành lực truyền vào người Lăng Hàn. Nhưng đối với Lăng Hàn tu hành cảnh giới tới cực hạn chân chính mà nói, loại đả kích này tính là cái gì? Lăng Hàn chỉ hơi vận chuyển bí lực một chút liền hóa giải chấn động thành vô hình. Dựa vào, thấy cảnh này tất cả mọi người đã bó tay rồi. Hắn phòng ngự dày như thế làm sao phá? Không phá phòng ngự của Lăng Hàn, tương đương không thể đả thương người, còn dám bàn đánh bại Lăng Hàn hay sao? Những người còn lại đều cau mày suy nghĩ, bọn họ muốn thu hoạch được đệ nhất, nếu như đụng phải Lăng Hàn thì nên ứng phó như thế nào? Bọn họ vắt hết óc, chỉ cảm thấy sau khi mặc lớp giáp như rùa đen vào người. Phòng ngự của Lăng Hàn thật sự khó giải, tàn dạ, có dám quang minh chính đại đánh một trận. Lưu Hoa Vân giận dữ hét lên, hiện tại toàn thân hắn xù lông, căn bản chính là một con đại tinh tinh. Lăng Hàn kinh ngạc, ám tiễn của ta tổn thương ngươi. Không có, Lưu Hoa Vân vô ý thức trả lời. Ta đánh lén ngươi từ phía sau, Lăng Hàn lại hỏi. Không có, Lưu Hoa Vân lắc đầu, không hiểu vì cái gì Lăng Hàn lại hỏi như vậy. Ta không có đánh lén ngươi, cũng không hề dùng ám khí tổn thương ngươi, tại sao lại không quang minh chính đại? Lăng Hàn hỏi thêm, cái này. Lưu Hoa Vân lập tức im lặng, đúng vậy, Lăng Hàn thật sự rất quang minh chính đại, ngươi nhìn, đã đứng đó mặc cho ngươi đánh đấy. Nhưng vì sao hắn luôn có cảm giác không đúng? Hắn nghĩ nghĩ, nói, ngươi bỏ chiến giáp ra, chúng ta đánh một trận công bằng. Hắn cuối cùng đã nghĩ ra đâu mà điểm mấu chốt. Không được, Lăng Hàn quả quyết cự tuyệt. À, ngươi ra bài không theo lẽ thường, không phải nên hào khí một chút, nói công bằng chiến một trận liền công bằng chiến một trận. Thực lực của ngươi căn bản không kém gì ta đấy, còn sợ đánh một trận công bằng sao? Lưu Hoa Vân nhe răng, hắn thực sự rất muốn nhào tới cắn chết Lăng Hàn, dạng ngươi này quá khi dễ người à. Ngươi không dám đánh một trận công bằng sao? Hắn tiếp tục khích tướng. Lăng Hàn cười ha ha, nói, ta bằng bản sự giành được chiến giáp, tại sao phải cởi ra lại đánh với ngươi? Dựa vào, đạo lý thật tốt. Tất cả mọi người đều im lặng, Lăng Hàn chẳng những phòng ngự như xác rùa đen, da mặt còn dày không kém bao nhiêu, hoàn toàn đâm bất động à. Lưu Hoa Vân không có cách nào, hắn nhìn sang tên cường giả trúc cơ, trông cậy vào đối phương có thể chủ trì công đạo. Có đánh hay không, không đánh liền nhận thua. Tên cường giả trúc cơ lại không nhịn được nói. Đến. Lưu Hoa Vân nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu nói, ta nhận thua. Đánh cái rắm à, căn bản không, gây thương tổn được người ta. Lăng Hàn liền nói, đa tạ, ta hiện tại dưỡng sinh dưỡng tính, đều có thể không đánh mà thắng, phẩm cách quả nhiên cao thượng. Phốc, Lưu Hoa Vân lập tức phun ra một ngụm máu tươi, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Đây gọi là lấy đức phục người sao? Phục em gái ngươi. Cho dù cường giả trúc cơ cũng tức giận, hôm qua hắn cảm thấy Lăng Hàn vô cùng. Hiếm thấy nhưng hôm nay lại thăng hoa vô sỉ tới độ cao mới. Lăng Hàn cười đê tiện, đó là vì các ngươi chưa gặp qua đại hắc cẩu, hiện tại đổi thành đại hắc cẩu đứng ở nơi này, chỉ bộ đồ lót bằng sắt cũng đủ lóe mắt các ngươi. Chiến đấu lần này không những làm Hoa Vân thổ huyết, cũng làm cho những người khác đau đầu, đều đang nghĩ nếu như chính mình gặp được Lăng Hàn phải làm thế nào. Nghĩ như vậy, tự nhiên ảnh hưởng tới những trận đấu đặc sắc sau đó, cũng mất đi tiêu chuẩn lớn nhất. Bởi vì chỉ có 8 cuộc chiến đấu, vẻn vẹn đến trưa đã đánh xong. Thế là, sau khi ăn cơm xong, buổi chiều tiếp tục. Trong Thái Cổ Tông có rất nhiều đệ tử chạy tới quan sát chiến đấu, những người này phần lớn đều là cốt cảnh, minh văn cảnh. Có thể quan sát tầm bí cảnh chiến đấu, hơn nữa còn là thiên tài đọ sức với nhau, tự nhiên 10 phần hữu ích cho sự trưởng thành của bọn họ. Lăng Hàn lại ra sân, hắn mang theo chiến giáp. Đối thủ của hắn là Tư Mã Hoè. Đúng dịp, thật sự là đúng dịp.
Sắc mặt Tư Mã Hoè rất khó coi, hắn muốn thu hoạch được đệ nhất, khó tránh khỏi phải qua cửa Lăng Hàn này nhưng đụng nhau nhanh như vậy. Hắn vẫn còn có chút khó chịu, bởi vì hắn còn không có nghĩ ra biện pháp phá phòng ngự của Lăng Hàn. Hắn chậm rãi đi lên đài, sau đó cầm một lưỡi búa. Lưỡi búa này toàn thân đen nhánh, mũi nhọn lại tỏa ra ánh sáng màu đỏ, giống như vừa mới uống no máu tươi, rất nhiều người nhìn thấy không cầm lòng sinh ra run rẩy. Hắn hét lớn một tiếng, vung lưỡi búa chém về phía Lăng Hàn. Hắn đã dùng hết toàn lực vào một kích này. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy Lăng Hàn bước nhẹ sang bên trái, lúc này một búa của hắn chém hụt, sau đó một quyền đánh vào người hắn. Dựa vào, ngươi chơi xỏ lá à? Tư Mã Hoè đã muốn khóc, trước kia ngươi đánh với Lưu Hoa Vân không phải không tránh không né, chỉ bằng phòng ngự làm đối phương phải nhận thua sao? Vì sao tới phiên hắn liền chơi tránh né? Hắn căn bản không ngờ tới Lăng Hàn sẽ làm như vậy, bởi vậy một búa chém ra đã mang theo toàn bộ lực công kích của hắn, cực hạn hóa công kích. Cho nên hắn hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn một quyền này đánh tới. Phanh, nắm đấm đánh tới, Tư Mã Hoè cảm thấy ngũ tạng lục phủ như sôi trào lên, hắn không nhịn được úp mặt nôn mửa. Hắn miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn về hướng Lăng Hàn. Lăng Hàn cũng nhìn hắn, kỹ xảo của ta không tệ nha. Phốc, Tư Mã Hoè lập tức phun ra một ngụm máu tươi, tốt. Không, chỉ là ngất đi, tức giận ngất đi. Giữa sân lâm vào im lặng. Lăng Hàn đánh ra một quyền không tính là kinh diễm, hoàn toàn là lợi dụng nhược điểm phòng ngự của Tư Mã Hoè, từ đó mới có thể một kích bại địch. Âm hiểm, vô sỉ. Mấy người còn lại hai mắt nhìn nhau, chẳng lẽ phải nhìn ra hỏa vô sỉ như vậy dẫm lên mặt của mình hay sao? Tên cường giả trúc cơ cũng vô cùng im lặng, giải thi đấu luận võ chính là muốn chọn lựa nhân tài. Mặc dù đệ nhất đã dự định cho Liễu Quân nhưng trên thực tế nếu có người có thể đánh bại Liễu Quân, Thái Cổ Chân Quân cũng chỉ có cao hứng, đây mới là đệ tử lý tưởng trong lòng hắn. Nếu người này lại là Lăng Hàn, chắc hẳn Thái Cổ Chân Quân khẳng định cũng phải trợn mắt nhìn. Tam sư huynh, sư phụ không phải dạy bảo chúng ta, tự thân cường đại mới là vương đạo sao? Nếu ngươi mặc một bộ chiến giáp, một quyền liền đánh bại đối thủ thì quá tốt rồi. Trong đệ tử Thái Cổ Tông bốn phía, một tên thiếu niên tuổi chừng 13-14, mặt mũi tràn ngập mộng tưởng, hắn lập tức hỏi sư huynh lớn tuổi hơn ở bên cạnh. Cái này, tên sư huynh kia trực tiếp im lặng. Đơn giản hủy tam quan à, bốn trận đấu buổi chiều kết thúc, chỉ có bốn người tái chiến vào ngày mai, theo thứ tự là Lăng Hàn, Liễu Quân, Khổng Duệ cùng Mã Nhược. Đối thủ kế tiếp của Lăng Hàn là Khổng Duệ, hắn là người trẻ tuổi nhuệ khí 10 phàm, thực lực tương đối bất phàm. Một đêm qua đi, Lăng Hàn vẫn hoàn tất tu hành, ăn xong điểm tâm liền đi tới quảng trường. Hôm nay có rất nhiều người tới xem cuộc chiến, buổi sáng đánh xong hai trận sẽ trực tiếp tiến vào chung kết, đệ tử trong tông đương nhiên sẽ tới xem và vuốt mông ngựa Liễu Quân sư huynh. Lăng Hàn nhìn một chút, Thái Cổ Tông quả nhiên che chở Liễu Quân, bởi vì Liễu Quân chiến đấu là trận đầu mà hắn chờ Liễu Quân đánh xong mới bắt đầu trận thứ hai. Mấu chốt là sau khi hai trận chiến đấu kết thúc liền lập tức bắt đầu trận chung kết. Chuyện này tự nhiên không công bằng. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 4034, bệnh nhân. Trên đời không có công bằng tuyệt đối, giải thi đấu luận võ là Thái Cổ Tông làm ra, khẳng định sẽ khuynh hướng Liễu Quân, điểm này cũng không kỳ quái. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, cho dù như vậy là có thể ngăn cản mình đạt giải quán quân hay sao? Tới đi! Trận đầu, Liễu Quân đấu với Mã Nhược. Mã Nhược có thể đi đến vị trí tứ cường, thực lực đương nhiên không yếu, hắn kịch chiến với Liễu Quân không thôi. Nhưng hiển nhiên Liễu Quân mạnh hơn, không ngừng áp chế đối thủ, hao hơn một giờ mới có thể đánh bại Mã Nhược. Liễu sư huynh vạn tuế, Liễu sư huynh vô địch. Dưới tiên đồ, Liễu sư huynh có thể xưng đệ nhất nhân. Cái gì Hồng Thiên Bộ, nếu dám đến dự thi, khẳng định sẽ bị Liễu sư huynh đánh bại dễ dàng. Tất cả mọi người phất cờ hò reo. Vì Liễu Quân, Liễu Quân mang theo nụ cười cao ngạo đi trở về, lấy ra đan dược ăn, muốn mau chóng khôi phục bí lực. Kịch chiến một giờ cũng làm hắn tiêu hao lớn. Trận tiếp theo, Lăng Hàn đấu với Khổng Duệ. Khổng Duệ là một người trẻ tuổi có gương mặt trắng bệch, giống như đã sinh ra bệnh nặng, sắc mặt rất kém. Hắn vừa đi vừa ho khan. Chờ lúc đối mặt với Lăng Hàn thì hắn liền nói, ngươi nhận thua, ta đưa ngươi một bộ tiên thuật. Hả? Đây là ngang nhiên hối lộ sao? Sắc mặt cường giả trúc cơ tái xanh,
hận không thể một bàn tay chụp chết Khổng Duệ, lại dám hối lộ trước mặt ta. Nhưng vấn đề là, nếu hắn chụp chết Khổng Duệ, chẳng phải Lăng Hàn sẽ trực tiếp tiến vào trận chung kết. Một cái nghỉ ngơi dưỡng sức, một cái vừa mới trải qua đại chiến, tự nhiên sẽ phi thường bất lợi cho Liễu Quân. Cho nên, hắn áp chế xúc động giết người, nhất định phải tranh thủ thời gian cho Liễu Quân khôi phục một chút. Chớ có nói bậy, hắn mở miệng nói, bắt đầu tỉ thí đi. Khổng Duệ thở dài, nói, đầu năm nay, có người đưa tiền tới cửa mà không cần sao. Còn dám nói, tất cả mọi người kém chút té xỉu, người này cũng rất không đáng tin cậy. Lăng Hàn cười ha ha, nói, đến đánh đi. Ngươi mặc xác rùa đen kia, đánh như thế nào? Khổng Duệ nói, liên tục ho khan, nói, ngươi nhìn ta bệnh như thế này, có thể chạy tới nơi này cũng không dễ dàng, không bằng cởi chiến giáp ra, xem như chiếu cố bệnh nhân như ta được chứ. Đám người nghe xong đều cảm thấy người này cũng phi thường vô sỉ. Ngươi có thể đi đến vòng tứ cường, chiến lực có thể phổ thông sao? Còn bệnh nhân, chưa thấy qua bệnh nhân biết đánh nhau như vậy. Lăng Hàn lắc đầu, chẳng ra sao cả. Ai, ngươi người này thật sự không có tâm đồng tình à? Khổng Duệ lắc đầu, trong lỗ mũi của hắn đột nhiên chảy ra hai dòng máu tươi. Hắn kinh hãi gào lên, con mẹ nó, lại bệnh đến chảy máu mũi. Tất cả mọi người kinh ngạc. Gia hỏa này thật là bệnh nhân sao? Sắc mặt Lăng Hàn run run, máu mũi cũng không phải màu đỏ tươi mà là đen nhánh như mực, có thể dùng hắc ám để hình dung. Xèo, Khổng Duệ giết ra, hai tay hợp lại, oanh, trưởng trong tay đánh ra sóng xung kích màu đen, hóa thành một đầu hắc long tấn công Lăng Hàn. Ám long chùy, chỉ nghe hắn hét lớn. Lăng Hàn thấy hoa mắt, giống như thực sự chứng kiến một đầu hắc long dương nanh múa vuốt tấn công về phía mình. Toàn thân bao trùm mang theo kỳ diệu khó nói thành lời, giống như muốn diệt thế. Hắc đánh tới, Lăng Hàn chợt cảm thấy chiến giáp như bị lực lượng ăn mòn. Nếu như chiến giáp này chỉ là cấp bậc tầm bí cảnh, như vậy có thể đoán nó hiện tại loan lỗ vết gì xét nhưng không khéo chính là. Đây chính là pháp khí nhất tinh, làm sao có thể bị tầm bí cảnh phá hư. Chỉ thấy chiến giáp tự hành phát sáng, kim quang phổ chiếu cực kỳ bắt mắt trong bóng đêm. Oanh, sóng xung kích hắc ám đánh qua. Lăng Hàn vẫn đứng ngạo nghễ. Khổng Duệ lại bắt đầu ho khan, biến thái, thật sự là biến thái, ta đã liều mạng nhưng không thể động tới cọng lông chim của ngươi à? Ai, thương tâm, không chơi. Sắc mặt Lăng Hàn lập tức biến thành màu đen, ngươi nói không gây thương tổn được một cọng lông là được rồi, còn lông chim cái gì? Khổng Duệ thật sự nói không chơi liền không chơi, quay người liền đi, vô cùng quả quyết. Ám long chùy là sát chiêu lớn nhất của hắn. Ngay cả tuyệt chiêu lực công kích lớn nhất đều không thể oanh phá chiến giáp của Lăng Hàn, có tái chiến cũng phí công. Vậy còn không tranh thủ thời gian nhận thua, đánh nhau như vậy rất hao tổn thể lực, hơn nữa còn khả năng thụ thương, không có lợi. Cường giả trúc cơ bên cạnh hận không thể bóp chết Khổng Duệ, ngươi còn là võ giả sao, vì sao lại không có chút giác ngộ chiến đấu như thế? À, đánh một chiêu không làm được gì liền rút lui, đơn giản là sợ hãi mà. Hắn nhìn sang hướng Liễu Quân. Dù sao đối phương ăn linh, dược, có thể gánh vác khôi phục thêm 1/3 lực lượng. Làm sao bây giờ, nên làm sao tăng thời gian đây? Khai chiến đi, không nghĩ tới Liễu Quân lại đứng lên. Cái này, cường giả trúc cơ hơi do dự, Liễu Quân thắng còn tốt nhưng vạn nhất thua thì hắn không chịu nổi trách nhiệm này. Không sao, Liễu Quân đã đi ra, hắn khoát tay áo, lộ ra dáng vẻ nhẹ nhõm. Người này cũng chỉ dựa vào bộ chiến giáp mà thôi, chỉ cần ta có thể phá, một kiếm liền có thể áp chế. Tay phải hắn chấn động, đột nhiên trong tay xuất hiện một thanh kiếm. Kiếm này rất mỏng, nó giống như trang giấy, chỉ cần hơi dùng sức sẽ làm nó rách nát. Tàn dạ, không nghĩ tới là ngươi đứng đối diện với ta vào lúc này. Liễu Quân từ tốn nói, nhưng mà, bất kể là ai, ở trước mặt ta đều chỉ có nằm dạp xuống xương thần. Lăng Hàn làm ra tư thế xin mời. Nói, xin ngươi tiếp tục biểu diễn. Biểu diễn. Liễu Quân cảm thấy mình như trúng một vạn tổn thương. Hắn là đệ tử thân truyền của Hóa Linh Chân Quân. Chẳng lẽ là thằng hề sao, biểu diễn trước mặt mọi người. Xem ra ngươi đang muốn ăn chút đau khổ. Hắn lạnh lùng nói ra, cũng nâng kiếm mỏng lên, cả thân kiếm tỏa sáng. A, tiên khí. Lăng Hàn nhìn thoáng qua, lập tức liền có thể kết luận, đây là một kiện pháp khí nhất tinh, dùng qua chiến trì rất nhiều lần. Hắn cũng không xa lạ với pháp khí nhất tinh. Dưới tiêu giao kiếm của ta, ngươi có mặc chiến giáp thì như thế nào? Liễu Quân ngạo nghễ nói, tiên khí đấu với tiên khí, ưu thế của Lăng Hàn liền không còn.
Khó trách Liễu Quân tự tin như vậy, hóa ra hắn đã có thủ đoạn đối phó Lăng Hàn. Soát, Liễu Quân xuất kiếm, một đạo kiếm khí liền chém tới, nhanh vô cùng. Lăng Hàn đưa cánh tay ngăn cản, phốc, kiếm khí chạm qua khôi giáp, phần lớn uy năng bị triệt tiêu mất nhưng vẫn có một phần xuyên thấu qua, chỉ cảm thấy làn da như bị xé rách, máu tươi chảy ra ngoài. Hả? Lăng Hàn kinh ngạc, tiên khí, nhất tinh có uy lực lớn như vậy sao? Hắn cũng không phải chưa từng dùng qua, tuyệt không cho rằng tầm bí cảnh có thể phát huy uy năng pháp khí nhất tinh tới mức này. Trừ phi, Lăng Hàn giật mình, pháp khí khẳng định đã bị Thái Cổ Chân Quân giở trò. Như vậy mới có thể phóng xuất ra uy lực ngoài tiêu chuẩn nhưng cũng không thể quá mạnh, nếu không gian lận quá rõ ràng, truyền đi sẽ làm trò cười cho người ta. Đường đường Hóa Linh Chân Quân không thua nổi một viên tiên quả nhị tinh sao? Nhưng mà chiến giáp cũng chỉ có một ưu điểm phòng ngự dày hay sao? Lăng Hàn giết ra ngoài, phát động Kim Điêu Thập Bát Trảo, cả người giống như hóa thành hung cầm tung hoành hồng hoang tập kích Liễu Quân. Trên người hắn tỏa ra kim quang sáng ngời. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 4035, thắng. Chiến giáp có hai công năng, thứ nhất chính là tăng lực phòng ngự lên mà phương diện thứ hai lại khác biệt. Thứ nhất, bản thân hộ giáp sẽ rất khó đánh vỡ, cho nên lợi khí khó giết. Thứ hai, cho dù nhận chấn động xung kích, chiến giáp cũng có thể hóa giải đi một phần lực sát thương. Một phương diện khác, bản thân chiến giáp còn có thể cung cấp lực lượng, tăng chiến lực cho người sử dụng. Lăng Hàn từ trên cao lao xuống, hắn như một con kim điêu, sau khi được chiến giáp gia trì lực thì huyết khí của hắn sôi trào, chiến lực tăng lên rất nhiều. Chém mai rùa của ngươi, Liễu Quân ngạo nghễ nói, hắn điều động tiêu dao kiếm chém về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn đưa một tay ra, lưỡi kiếm chạm vào khôi giáp, lúc này có tia lửa chói mắt xuất hiện, hoa văn trên bản thân khôi giáp cũng đang phát sáng, giống như muốn sống lại. Dạng va chạm này không chỉ là hai tên võ giả va chạm lực lượng, so đấu kỹ xảo, còn khảo nghiệm chất liệu bản thân hai kiện pháp khí, khảo nghiệm trận vân của chúng. Kết quả, không ai vượt qua ai. Liễu Quân kinh ngạc, pháp khí không áp chế nổi chiến giáp đối phương, điểm ấy hắn có thể tiếp nhận nhưng trên lực lượng hắn cũng không có chiếm được thượng phong. Sao lại có thể như thế? Bản thân ngươi cảnh giác quá kém. Lăng Hàn khẽ quát một tiếng, lực lượng bộc phát, phanh, hắn đánh Liễu Quân bay ra ngoài. Vừa rồi hắn nhưng không có ứng phó toàn lực. Cái gì? Tất cả mọi người há to miệng, hoàn toàn nói không ra lời. Phải biết Liễu Quân chính là đại sư huynh của Thái Cổ Tông, danh xưng mạnh nhất dưới tiên đồ. Kết quả hắn bị người ta đánh bay trong đối kháng lực lượng trực tiếp. Chuyện này, không thể tin được. Không phải Liễu sư huynh không bằng đối phương mà là người kia mặc chiến giáp gia trì chiến lực mạnh hơn. Có người lập tức giải thích, như thế nào cũng không thể phá hư thanh danh của Liễu Quân. Đây chính là nguyên nhân. Chiến giáp này chí ít tăng gấp 10 lực lượng. Gấp 10, ngươi có thể lớn mật hơn một chút hay không? Gấp 100 lần. Nhất định phải. Nếu không làm sao có thể đánh bay Liễu sư huynh. Đám người nghị luận ầm ĩ, tuyệt không tin tưởng có người có thể mạnh hơn Liễu Quân, thậm chí sánh vai với hắn cũng không được. Bởi vậy, bọn họ đổ tất cả nguyên nhân vào chiến giáp gia trì chiến lực mạnh hơn. Liễu Quân cong người một cái, vững vàng rơi xuống mặt đất, hắn chỉ bị đánh bay mà thôi, lại không có thụ thương. Uy lực bộ chiến giáp này còn vượt qua dự liệu của ta. Hắn từ tốn nói, tự nhiên cũng quy kết nguyên nhân Lăng Hàn cường đại là dựa vào bộ chiến giáp mà có. Lăng Hàn căn bản lười nhác giải thích, tiến lên đánh ra một chảo, kim quang lóa mắt, có phù văn liên miên. Đây là tiên thuật, theo lý không nên bị người giới tiên đồ nắm giữ nhưng bản thân Lăng Hàn là quái thai, rất nhiều thường thức võ đạo không thích hợp dùng lên người của hắn. Trong kim quang chói mắt, Lăng Hàn cường thế xuất thủ, dù sao có chiến giáp phòng hộ, hắn hoàn toàn không sợ tiên khí chạm kích. Liễu Quân khẽ quát một tiếng, hắn va chạm với Lăng Hàn. Một người có thể phát huy uy lực tiên khí vượt qua bình thường, một người có thể vận dụng tiên thuật, lẫn nhau có sở trường. Không sai biệt lắm có thể triệt tiêu lẫn nhau, lúc này hiệu quả của chiến giáp liền thể hiện vô cùng tinh tế. Có thể cung cấp lực lượng giúp Lăng Hàn mạnh hơn, gần như không cần phải phòng ngự. Còn chưa đủ sao? Liễu Quân nhanh chóng lâm vào thế hạ phong, hắn nhất định phải hoàn toàn hóa giải công kích của Lăng Hàn mới được. Nếu không chúng phải một công kích, hắn khẳng định sẽ ăn thiệt thòi lớn. Hắn chém Lăng Hàn một cái,
mặc dù cũng có thể tạo thành thương tổn với đối phương nhưng hiệu quả còn kém hơn quá nhiều. Chuyện này làm hắn bó tay bó chân, chỉ có một thân thực lực không cách nào phát huy. A a a, hắn gầm thét, chiến đấu như vậy cũng quá biệt khuất. Chết! Hắn quát lên một tiếng thật lớn, trong đỉnh đầu có vệt sáng xuất hiện và tấn công Lăng Hàn. Tinh thần công kích, thứ này tới rất nhanh, đánh ra liền tới, lập tức xung kích thức hải Lăng Hàn. Chiến giáp tuy mạnh nhưng không ngăn được niệm lực công kích, thậm chí không có chút hiệu quả gì. Có thể nói đến niệm lực, Lăng Hàn sợ ai chứ? Mỗi ngày lấy nguyên hồ lô ôn dưỡng, đây chính là bảo vật hóa linh chân quân cũng phải đỏ mắt. Nhưng bây giờ thì tốt rồi. Lăng Hàn có ý định muốn che giấu tung tích, Thiên Văn Ngọc cũng giấu mà không cần, nếu không một tảng đá đánh tới, hắn cũng không tin Liễu Quân chống đỡ được. Bỏ đi, hắn lại lắc đầu thở dài, chỉ lo bảo vệ thức hải của mình không cho Liễu Quân phá hư, bản thân hắn tăng cường tiết tấu công kích. Liễu Quân thấy thần thức của Lăng Hàn chỉ thủ không công, cho rằng niệm lực đối phương không có cường đại như chính mình. Hắn lập tức phát hiện có thể đột phá, thế công hoàn toàn dừng lại, chỉ thủ không công, lực chú ý của hắn đặt vào mũi tên tấn công, muốn lấy niệm lực oanh nát thức hải của Lăng Hàn. Hai người đều vận dụng thế công mãnh liệt, khác nhau là một thể hiện trên thị giác, một cái khác lại vô hình. Công kích của Lăng Hàn hữu hiệu, mang lại áp lực thực tế lên người Liễu Quân, trái lại, Liễu Quân công kích. Lăng Hàn vì không lộ thân phận của mình ra ngoài nên chỉ thủ không công, lại bị Liễu Quân cho rằng Lăng Hàn không sở trường niệm lực. Bắt lấy điểm này điên cuồng tấn công, nếu hắn phát hiện, không biết hắn sẽ có cảm tưởng gì. Kết quả này tự nhiên có thể nghĩ. Liễu Quân không ngừng thụ thương, hắn ký thác kỳ vọng phản kích nhưng chậm chạp không thấy hiệu quả, đừng nói oanh phá thức hải, cho dù tiến vào thức hải cũng không thể, hắn vẫn xoay vòng vòng bên ngoài. Lúc này hắn mới ý thức được, nếu không phải thần thức đối phương vô cùng cường đại, bản thân còn có bí bảo có thể thủ hộ thần hồn. Ta, hóa, ngươi đang làm trò quỷ gì thế, tại sao trong tay có nhiều pháp khí như vậy? Hơn nữa, pháp khí niệm lực càng chân quý hơn nhiều, nguyên nhân rất đơn giản, ít có. Như vậy còn đánh thế nào? Cần phải nhận thua, đây là chuyện khuất nhục, đường đường đại sư huynh Thái Cổ Tông dưới tiên đồ, không địch lại đối thủ. Về sau hắn còn mặt mũi ngồi vào vị trí này hay sao? Hắn cắn răng liều chết, chờ mong kỳ tích phát sinh. Vì sao đại sư huynh còn không phản kích? Có thiếu niên 13-14 tuổi quan sát cuộc chiến nhưng không hiểu, hắn đứng bên cạnh hô to. Đại sư huynh, nhanh phản kích đi. Thiếu niên bên cạnh cũng hô theo. Đại sư huynh cố lên, càng nhiều thiếu niên kêu lên. Trong mắt những thiếu niên ngây thơ này, Liễu Quân chính là chiến thần bất bại nhưng bây giờ chiến thần của bọn họ đang bị đè đánh, bọn họ cực kỳ sốt ruột. Càng nhiều người đã nhìn ra kết cục Liễu Quân nhất định thất bại, cảm xúc cũng giảm nhiều. Đều là vì chiến giáp kia, quá không công bằng, tại sao có thể sử dụng tiên khí? Đúng, chuyện này không công bằng. Bọn họ nhao nhao kêu, lên, đây là lựa chọn theo điểm mù. Kỳ thật trong tay Liễu Quân cũng đang cầm một thanh tiên khí, nhưng bọn họ kêu gào có ích lợi gì. Liễu Quân đã sử dụng hết tuyệt chiêu nhưng không thể oanh phá chiến giáp, cuối cùng chỉ có thể nuốt hận bị thua. Tốt, tốt, tốt. Liễu Quân cắn răng, mặt mũi biến thành dữ tợn, hắn nhìn chằm chằm Lăng Hàn một hồi, bỗng nhiên quay đầu rời đi. Cường giả trúc cơ thở dài, trước đó hắn cũng không ngờ tới người chiến thắng cuối cùng không phải là Liễu Quân mà là gia hỏa cực kỳ xấu bụng, vô sỉ trước mặt. Nhưng hắn không thể không tuyên bố quán quân giải thi đấu luận võ lần này là Tàn Dạ. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 4036, dùng tiên quả. Lăng Hàn thuận lợi đạt được tinh la lan quả. Thời điểm cầm lấy tiên quả, hắn thở dài một hơi. Lúc trước hắn còn lo lắng Thái Cổ Tông không giữ lời hứa, không cho hắn tiên quả, dù sao tổ chức giải thi đấu võ đạo chỉ là vì ngụy trang. Mục đích thực sự là tạo thế cho Liễu Quân. Đương nhiên, thu được nhân tài ưu tú như Lăng Hàn cũng là thuận tay, là một đá ném ba con nhạn. Hắn đột nhiên chọc một chân vào, đoạt lấy viên bảo quả này, đối với Thái Cổ Tông mà nói chẳng khác gì cái tát, tự nhiên sẽ lo lắng Thái Cổ Tông không giữ lời hứa. Ăn! Hắn nói thầm trong lòng, chỉ có ăn vào trong bụng mới an toàn nhất. Lăng Hàn không ngừng cắn nuốt nhưng hắn lập tức cau mày, hương vị của thứ này không phải ngon lành gì, nó có mùi chua và tanh. Thịt quả rất bở, không có một chút trơn mềm nào,
Hắn cố nén xúc động phun ra ngoài và nuốt toàn bộ viên tiên quả này vào bụng. Có thật ta đang ăn một viên tiên quả hay không? Lăng Hàn nói thầm trong lòng nhưng còn chưa nghĩ xong, hắn lập tức cảm giác cơ thể sinh ra biến hóa kinh thiên động địa, lực lượng cường đại bộc phát, dẫn động, cấp độ sinh mệnh nhảy lên. 3, 3, 3, một đạo gông cùm xiềng xích bị phá vỡ, Lăng Hàn lại cảm giác rõ ràng không có khiếu huyệt nào mở ra. Lúc này, hắn chỉ có thể ngồi xem. Cho dù hắn dùng bí lực dẫn dắt hay ngồi xuống nghỉ ngơi, cấp độ sinh mệnh biến hóa không chút gia tốc hoặc giảm xuống. Hắn giống như một người đứng ngoài nhìn vào. 1, 2, 3, 4, 5. Lăng Hàn đang đếm trong lòng, càng ngày càng nhiều gông cùm xiềng xích mở ra, nội tâm hắn vui vẻ, việc này giống mỗi lần mở tiểu cảnh giới. Tương đương với hắn nhiều ra một cảnh giới, mặc dù không khủng bố bằng thất biến, thất cốt nhưng giúp ích vô cùng lớn. Nếu như hắn là thiên tài tứ tinh, như vậy bây giờ có khả năng đạt đến tứ điểm tam tinh, thậm chí tứ điểm ngũ tinh. Thời gian chưa tới 20 phút, hiệu quả tiên quả liền biến mất. Lăng Hàn chép miệng một cái, mùi vị kia mặc dù vô cùng khó ăn nhưng hắn lại không ngại ăn thêm một quả. Nếu thật có thể, hắn muốn ăn tới mức không ăn được. Nhưng việc này chẳng khác gì si tâm vọng tưởng. Hơn nữa cho dù thực sự có cung ứng tiên quả vô hạn, không gian hắn có thể tiến bộ cũng có hạn. Bởi vì cho dù có tiên quả cũng chỉ phục dụng quả đầu tiên mới có hiệu quả tốt nhất, về sau sẽ không ngừng giảm phân nửa, hiệu quả mấy lần sau không đáng kể. Trừ phi hắn có thể đạt được tiên quả cấp độ cao hơn, ai, về sau nhất định có thể. Lăng Hàn nói thầm trong lòng, đương nhiên, nếu như hắn tu thành 6 cảnh giới dưới tiên đồ đến mức hoàn mỹ vô khuyết, cấp độ sinh mệnh vào không thể vào, vậy hắn không cần phải ăn tiên quả. Phanh, cửa lớn bị đá văng ra, chỉ thấy một người sải bước tiến vào. Liễu Quân, đúng là gia hỏa âm hồn bất tán, vừa rồi Lăng Hàn đang trải qua cấp độ sinh mệnh thăng hoa, tự nhiên hiển hóa ra dung mạo ban đầu, suýt nữa không thể ngụy trang kịp thời. Lăng Hàn nhìn sang, ánh mắt không tốt. Giao tinh la lan quả ra đây, bản ngự. Kiếm thuật này giao cho ngươi. Liễu Quân ném ra một quyển sách, ba, rơi xuống mặt đất. Lăng Hàn nhặt sách lên, người khác cố ý tới cửa tặng đồ, hắn tự nhiên không có đạo lý không muốn. Thấy Lăng Hàn thu hồi công pháp, Liễu Quân lúc này cười lạnh, thật sự là người chưa từng va chạm xã hội, một bản ngự kiếm thuật liền đủ thu mua hắn. Hắn hừ một tiếng, nói, tinh la lan quả đâu? Lăng Hàn cười một tiếng, sau đó chỉ bụng của mình. Khốn kiếp, bị ngươi ăn. Em gái ngươi, tại sao ngươi còn dám thu ngự kiếm thuật của ta? Với hắn mà nói, mặc dù ngự kiếm thuật không tính là chân quý như thế nào, cho dù nói thế nào thì nó cũng là một môn bí thuật. Là hắn tốn hao một chút mới có được, nào có đạo lý tặng không cho người khác. Hỗn đản, ngươi dám đùa giỡn ta? Hắn quát lớn. Lăng Hàn vẫn thản nhiên như không có việc gì, nói, ta cũng chỉ vì tốt cho ngươi mà thôi, tinh la lan quả khó ăn muốn chết, vừa chua vừa thối, ăn vào khẳng định sẽ phun ra ngoài. Ngươi chiếm tiện nghi còn dám mạnh miệng, tàn dạ, ngươi quá mức rồi. Liễu Quân lạnh lùng nói một câu, hắn đang nghĩ nếu hắn hiện tại đột nhiên phát động công kích có thể chém giết gia hỏa này hay không. Ha ha, đều là người một nhà, Quân Nhi không được vô lễ. Một tiếng cười dài vang lên, chỉ thấy một tên nam tử từ trên trời hạ xuống. Nội tâm Lăng Hàn sững sờ, chẳng lẽ vị này là... Hắn nhìn sang, nam tử này mặt như quan ngọc, dáng vẻ chừng 40 tuổi, trên người còn mang theo khí chất nho nhã. Sư phụ, Liễu Quân vội vàng ôm quyền hành lễ, sau đó nói, người này dám trêu đùa đệ tử tức giận. Sư phụ của Liễu Quân, đương nhiên chính là Thái Cổ Chân Quân. Hắn mỉm cười, nói, ngươi cho rằng, bại bởi tàn dạ là bởi vì hắn có một kiện chiến giáp mà ngươi không có sao. Liễu Quân lập tức không phục, nói, đương nhiên, đánh một trận chiến công bằng, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Sai, sai. Thái Cổ Chân Quân lắc đầu, nói, nếu như trừ bỏ nhân tố tiên khí, ngươi thật sự có khả năng bất phân thắng bại với tàn dạ. Chuyện này không phải kết thúc rồi sao? Liễu Quân nhìn sang Lăng Hàn, Thái Cổ Tông cũng chỉ có một gốc tiên thụ nhị tinh. Theo như lời Thái Cổ Chân Quân, mỗi 10 năm mới có thể kết xuất một tinh la lan quả. 10 năm sau, có lẽ có một viên tinh la lan quả vẫn thuộc về hắn nhưng dưới tiên đồ phục dụng và qua tiên đồ lại phục dụng, hiệu quả của nó sẽ không giống nhau. Hơn nữa, cho dù giống nhau, 10 năm này hắn sẽ thiếu một lần sinh mệnh thăng hoa, có lẽ sẽ khó đột phá cảnh giới, có lẽ có một ít kình địch hắn không có cách nào chiến thắng. Quan hệ quá lớn, hắn càng nghĩ càng tức giận, trợn mắt nhìn Lăng Hàn.
Thái Cổ Chân Quân cười nhạt một tiếng, lại nói, cho nên, đánh một trận chiến công bằng, ngươi không phải là đối thủ của Tàn Dạ. À, lời này nghĩa là gì? Liễu Quân kinh ngạc nhìn sang sư phụ của mình, ngài muốn nói, trừ bỏ nhân tố tiên khí ra, thực lực mình tương đương với Lăng Hàn. Tại sao lại nói đánh một trận chiến công bằng chính mình không phải là đối thủ của người ta? Hắn đã hồ đồ rồi. Đồ đần, Tàn Dạ chỉ mới đạt tới khai khiếu cảnh. Thái Cổ Chân Quân cuối cùng vẫn nói ra chân tướng, hắn chính là hóa linh cảnh, nhìn ra tu vi chân thật của Lăng Hàn là việc đương nhiên. Liễu Quân hít sâu một hơi, cái gì, Lăng Hàn vẫn chỉ là khai khiếu cảnh. Làm sao có thể, một khai khiếu cảnh làm sao có thể đánh ngang tay với mình. Thế gian không có khả năng có yêu nghiệt như vậy. Nhưng mà Thái Cổ Chân Quân sẽ nhìn nhầm sao, sẽ lừa gạt hắn sao. Vào lúc này hắn mới hiểu Thái Cổ Chân Quân nói tới đánh một trận chiến công bằng, hắn không phải đối thủ của Lăng Hàn có ý nghĩa gì. Nếu hắn áp chế tu vi còn khai khiếu cảnh, hắn làm sao có thể là đối thủ của Lăng Hàn? Kém nhau không phải chỉ một chút, mà là như trời và đất. Hắn thất hồn lạc phách, sự đả kích này thật sự quá lớn, hắn không cách nào tiếp thu được. Thái Cổ Chân Quân lại nhìn về phía Lăng Hàn, nói, Tàn Dạ, ngươi có bằng lòng bái bổn tọa làm sư hay không? Lăng Hàn suy nghĩ thật nhanh, ôm quyền nói, đương nhiên nguyện ý. Ha 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 ha. Thái Cổ Chân Quân cười to, nói, tốt tốt tốt, một tháng sau, bản tọa sẽ mở đại hội bái sư vì ngươi, mời khắp thiên hạ. Tư chất đệ tử này quá tốt, hắn nhất định phải mượn cơ hội này thông cáo thiên hạ, một là khoe khoang một chút, hai là nói cho những người khác biết, tuyệt đối đừng có ý đồ với hắn. Liễu Quân lúc này tỉnh táo lại, nghe nói như thế, lập tức thừa nhận một vạn cái bạo kích, quả thật muốn thổ huyết. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 4037, Linh Tuyền, Trận Pháp. Lăng Hàn là đệ tử có thiên phú quá mức yêu nghiệt, Thái Cổ Chân Quân dự định tổ chức đại hội thu đồ long trọng. Chiêu cáo thế nhân, cũng không chỉ có Cửu Linh Chân Quân mới thu một hồng thiên bộ cực kỳ thiên tài. Chuyện này cũng giúp Lăng Hàn bớt đi một chút phiền toái. Bởi vì muốn hắn hành đại lễ bái sư với Thái Cổ Chân Quân sẽ làm hắn cực kỳ khó chịu. Một tháng thời gian, Lăng Hàn nói thầm, đầy đủ cho hắn đi dạo trong Thái Cổ Tông mấy vòng, tìm ra bảo khố, sau đó ra tay, rời đi. Về phần Tàn Dạ người này, đương nhiên là biến mất hoàn toàn, hoàn mỹ. Mặc dù muốn làm kẻ trộm nhưng Lăng Hàn không hề áp lực trong lòng, thế giới này vốn thuộc về người Thiên Hải Tinh, đám người Thái Cổ Chân Quân đều là kẻ bên ngoài. Cũng bởi vì bị giam trong lồng giam 2.000 năm liền có tư cách chiếm cứ danh sơn đại xuyên, tiên dược di tích cổ sao. Nhưng mà nhắc tới cũng kỳ quái, những người này thoát khốn vì cái gì không tranh thủ thời gian rời đi chứ. Thanh Long Hoàng Triều trấn áp bọn họ tại đây, vẫn không có ai tới, khẳng định cho rằng lồng giam này có thể kiên trì thời gian rất dài. Nơi này lại nghèo rớt mùng tơi, đương nhiên không cần phái người tới, uống gió Tây Bắc sao. Nhưng Thanh Long Hoàng Triều không có khả năng vĩnh viễn không phái người tới, lúc phái sứ giả nào tới, phát hiện lồng giam nơi này đã mở ra, hoàn cảnh thiên địa khôi phục, như vậy sẽ dẫn phát một hồi chiến tranh. Thanh Long Hoàng Triều bên ngoài có mấy đại năng cấp giáo chủ, âm thầm còn có một vị tôn giả tọa chấn, hóa linh cảnh làm sao có thể địch nổi. Cho nên nói, đám người Thái Cổ Chân Quân không tranh thủ thời gian rời đi mà là khai tông lập phái tại nơi này, chuyện này làm Lăng Hàn không nghĩ ra. Đừng nói không cách nào rời đi, hóa linh cảnh Ngưu Phương có thể đưa Ngưu Kiếm Hoa tới đây, chẳng lẽ bản thân hóa linh chân quân còn không biết cách vượt qua tinh không hay sao? Nhất định là có lợi, hơn nữa còn là có lợi phi thường to lớn, lớn đến mức đáng để bọn họ mạo hiểm. Lăng Hàn thì thào nói, những thứ này không ngoài công pháp, tỉ như bảo điển cấp giáo chủ, thậm chí là cấp tôn giả, cấp thánh nhân, cũng có thể là tiên dược tuyệt thế. Đều nói Thiên Hải Tinh phẩm chất không cao, cho nên mới phân đất phong hầu cho Trần gia, đó là bởi vì tiên dược nơi này đều cấy ghép từ tinh thể khác, cao nhất cũng chỉ đạt tới cấp bậc tứ tinh. Hơn 2.000 năm trước, nơi này lại xuất hiện mấy đại năng cấp giáo chủ, điều này nói rõ. Có lẽ nơi này có tiên dược ngũ tinh, có khả năng phẩm chất tinh thể vượt qua đánh giá. Những hóa linh chân quân lưu tại nơi này, chính là muốn tiên dược cao cấp hay sao? Thậm chí, nơi này có mẫu thụ tồn tại hay không? Đột nhiên trong đầu Lăng Hàn xuất hiện mấy suy nghĩ to gan lớn mật, một tinh thể chỉ có thể có một gốc tiên dược mẫu thụ nhưng cũng không phải mỗi tinh thể đều có thể sinh ra. Mẫu thụ,
yêu cầu bản thân với tinh thể cực cao. Theo lý thuyết, thiên hải tinh không thể nào sinh ra mẫu thụ, phẩm chất kém hơn quá nhiều. Tiên tổ Trần gia, đám người hầu ca nhao nhao xông lên cấp giáo chủ, như vậy tất cả đều ẩn chứa dị số. Có thể khẳng định là, hơn 2.000 năm trước, Thanh Long Hoàng Triều hủy diệt vương triều Trần gia, khẳng định lục soát khắp thiên hạ, cũng không có phát hiện mẫu thụ hoặc tiên dược cao dài. Đây là bởi vì thời gian chưa tới, tiên dược mới không hiển hóa sao. Hoặc không có phức tạp như vậy, Hóa Linh Chân Quân đang chờ di tích cổ nào đó mở ra, vớt một phiếu lại đi. Lăng Hàn đau đầu, hắn đạt được quá ít tư liệu, hoàn toàn không đủ để tìm ra chân tướng. Được rồi, không quản những Hóa Linh Chân Quân này có muốn mò một phiếu xong rồi đi hay không, ta khẳng định phải vớt một phiếu lại rời đi. Lăng Hàn bắt đầu đi lại bên trong Thái Cổ Tông, với thân phận chuẩn đệ tử thân truyền của Thái Cổ Chân Quân, hắn đi nơi nào không có ai dám ngăn cản, nhưng có ba khu là ngoại lệ. Ban đêm, hắn phủ thêm ra hư không thú, hắn tiến hành dò xét ba nơi này. Một chỗ là Linh Tuyền, thiên địa lực ở nơi này cực kỳ nồng đậm, đều hóa thành trạng thái sương mù, lấy Linh Tuyền phụ trợ luyện đan, hiệu quả sẽ tăng thêm mấy thành, thậm chí gấp bội. Lăng Hàn nóng mắt, Linh Tuyền là thứ có thể dùng luyện chế tiên đan, mặc dù hắn bây giờ còn chưa có bước vào tiên đồ, không có tư cách luyện chế tiên đan như ngày đó không còn xa. Nhưng mà Linh Tuyền đúng là nhỏ, chỉ là một con suối như cái miệng bình lớn, bên trong chỉ có một ít chất lỏng chừng nửa hồ lo, cả buổi mới dựng dục ra một giọt. Lăng Hàn cũng không có lập tức động thủ, hắn muốn đi tới hai nơi khác dò xét một chút. Nhưng địa phương thứ hai không dễ tiến vào như vậy, có một tên cường giả trúc cơ tọa trấn, có thể tùy tiện nhìn thấu ngụy trang của hắn, Lăng Hàn đành phải đi trước. Tới địa phương thứ ba trước, mặc dù không có cường giả tọa trấn nhưng có ánh sáng trận pháp lóe sáng, lít nha lít nhít, căn bản không cách nào đến gần. Trong trận pháp, cất giấu một bảo khố sao. Lăng Hàn thử phá giải nhưng đây chính là trận pháp cấp bậc tiên trận, hắn có thể phá được hay không? Hắn khổ sở suy nghĩ, sau đó dùng đồng thuật quan sát tỉ mỉ, muốn tìm kiếm phương pháp phá trận. Một đêm qua đi, Lăng Hàn bất đắc dĩ rút về. Không vội, thời gian còn rất nhiều. Sáng sớm, hắn vẫn tu luyện như thường lệ nhưng giữa ban ngày hắn lại nghỉ ngơi, trong đầu đang suy nghĩ về tiên trận kia, hắn mở nhãn thuật ra và nhìn thấy rất nhiều thứ. Ban đêm hắn lại đi, ba ngày qua đi, hắn cuối cùng đã tìm ra một chút manh mối. Trận pháp này cũng không phải Thái Cổ Chân Quân hay người khác bố trí, nó vốn đã tồn tại. Trận sư là chức nghiệp cực kỳ hiếm thấy, thiên địa đại thế cực kỳ phức tạp, không có thiên phú phương diện này, cho dù dùng tinh lực cả đời cũng không thể nắm giữ một hai. Người nơi này đều bị trấn áp trong lồng giam, nếu như có trận sư, làm sao có thể bị giam giữ? Cho nên, Lăng Hàn cũng không tin tưởng trận pháp này mới bố trí xuống mà là đã sớm tồn tại nhưng trước kia chưa mở ra mà thôi. Thế giới này trải qua quá nhiều biến hóa, thiên địa đại thế khẳng định phát sinh kịch biến, trận pháp này lại vận dụng thiên địa thế xây dựng nên. Cho nên, khẳng định trận pháp hiện tại sẽ xuất hiện sơ hở, không còn hoàn mỹ giống như trước kia, nhất định có thể phá. Lại qua 4 ngày, mặc dù Lăng Hàn không thể phá vỡ trận pháp, hắn lại nghênh đón một lần cấp độ sinh mệnh tăng lên, hắn lại mở ra 9 khiếu huyệt, tốc độ tu luyện bạo tăng. Nghe nói người khác mỗi lần chỉ mở ra một khiếu huyệt, bản thân ta lại mở ra 9 cái, ta quả nhiên châu bò. Lăng Hàn nói chuyện không khiêm tốn chút nào. Sau khi lại mở ra 9 khiếu huyệt, Lăng Hàn lập tức ý thức được tầm quan trọng của khai khiếu cảnh. Nếu như nói tốc độ của hắn khi còn ở Minh Văn cảnh thu nạp thiên địa lực là 10 lần, như vậy sau khi mở ra 9 khiếu huyệt, tốc độ này sẽ tăng lên 15-20. Vừa so sánh như thế cũng có thể thấy được số lượng khiếu huyệt có ảnh hưởng tới tu luyện. Chỉ mở ra 36 cái khiếu huyệt liền đột phá, tốc độ tu luyện sẽ kém người đạt tới nhị giai, tam giai bao nhiêu. Hơn nữa đây là chênh lệch vĩnh viễn, còn có ẩn huyệt, cho nên chênh lệch sẽ lớn hơn. Lăng Hàn càng kiên định suy nghĩ mở ẩn huyệt, chuyện này không chỉ gia tăng một chút chiến lực mà là có ý nghĩa cực kỳ sâu xa, lại đi nghiên cứu trận pháp. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 4038, năng lượng hủy diệt. Thời gian một tháng trôi qua rất nhanh, Lăng Hàn sinh ra cảm giác cấp bách, hắn nhất định phải mở trận pháp trước khi diễn ra lễ bái sư. Cũng rời khỏi Thái Cổ Tông, nếu thật sự bái Thái Cổ Chân Quân làm sư trước mặt mọi người, hắn sẽ cảm thấy buồn nôn. Cho dù hắn chỉ dùng hóa thân,
Cho nên, Vạn Nhất thực sự không có cách nào phá giải trận pháp, hắn đành phải đào linh tuyền đi. Khoảng cách một tháng còn 15 ngày, 10 ngày, 7 ngày. Rốt cuộc Lăng Hàn cũng có đột phá trọng đại, hắn quyết định buổi tối hôm nay thử một chút. Lúc đêm dài, hắn lần nữa đi tới trận pháp lúc trước. Hắn phát động nhãn thuật quan sát một lần, gật đầu, nơi này vốn không có sơ hở nhưng thiên địa biến hóa phá hư một ít tiết điểm trận pháp, cho nên không có sơ hở cũng có sơ hở. Hắn thả người nhảy vào trong trận pháp tỏa sáng nhưng không tấn công hắn. Lăng Hàn tươi cười, phán đoán của hắn chính xác. Hắn cũng nghĩ mà sợ, Vạn Nhất có sai lầm, dẫn động trận pháp oanh kích, hắn cũng chỉ có thể mặc chiến giáp bảo mệnh, có thể thoát, chết hay không cũng là vấn đề. Lại đến, hắn lập tức lao vào trong trận pháp. Trận pháp vẫn không phát động, giống như nó không tồn tại. Lăng Hàn mở nhãn thuật, tìm kiếm địa phương thiên địa đại thế thay đổi, đây chính là tiết điểm, cũng là sở hở của trận pháp. Một bước lại một bước, bỏ ra thời gian gần nửa giờ, cuối cùng hắn đã bước ra khỏi trận pháp. Phía trước là một gian phòng không lớn, nó nằm ở trung tâm trận pháp. Lăng Hàn đẩy nhẹ, cửa mở. Đương nhiên, đã có trận pháp lợi hại như vậy bảo vệ, còn cần khóa lại. Trong phòng đặt đầy dạ minh châu, để phòng buổi tối không có ánh sáng nhu hòa giống như ánh trăng. Bảo vật đâu? Trừ những dạ minh châu ra, nơi này có thể nói là bốn bức tường, chỉ có nơi chính giữa đặt một bàn đá, một băng ghế đá, trên bàn đá còn có một trang giấy, ân, chắc cũng là da thú, nó cho người ta cảm giác dày đặc. Chẳng lẽ lại là một tấm da hư không thú, nhưng nó quá nhỏ. Lăng Hàn cố hy vọng, đi tới cạnh bàn đá, đặt mông ngồi xuống, sau đó nhìn về phía da thú. Vẻ mặt Lăng Hàn đầy kinh hỉ, đây là một tấm linh đồ, câu thông năng lượng hắc ám hủy diệt. Lăng Hàn nhìn thoáng qua, linh hồn giống như bị hút vào không gian kỳ dị, khắp nơi là năng lượng cực kỳ hắc ám, cho dù đụng vào cái gì, cái đó cũng bị hủy diệt. Ông, vị diện trong người hắn chấn động giống như đang cộng minh, dường như là vui sướng, thân thể Lăng Hàn chấn động, linh hồn quy vị. Hắn lảo đảo suýt ngã xuống. Xảy ra chuyện gì? Hắn nhìn thấy liền hoảng sợ, bởi vì hai tay của hắn trong vô tri vô giác đã chống lên bàn đá nhưng bây giờ nơi hắn ấn xuống có vết lõm vào. Còn hiện ra hình dấu tay, trên tay hắn là một tầng năng lượng hắc ám. Phải biết rằng, hắn căn bản không có vận dụng bí lực, chỉ ấn một cái cũng làm bàn đá lõm vào. Đây là kinh khủng bực nào lực phá hoại. Lăng Hàn lại duỗi tay ra, hắn ấn vào bàn đá một cái, bàn tay. Vừa tiếp xúc, bàn đá lại biến mất một phần, giống như nó chưa từng tồn tại trên đời này. Đây là lực lượng yên diệt sao? Lăng Hàn giật mình, sau khi hắn nắm giữ tấm linh đồ kia, năng lượng hủy diệt và năng lượng hắc ám giao thoa sẽ biến thành năng lượng yên diệt. Tâm niệm hắn hơi động, năng lượng trên tay tỏa ra, hắn nhìn tấm linh đồ lần nữa. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn cũng không hoàn toàn nắm giữ tấm linh đồ này, chỉ học được một chút lại có thể dẫn động một bộ phận năng lượng hủy diệt. Cứ gọi nó là năng lượng hủy diệt đi, đồ chơi này tràn ngập tính hủy diệt. Lăng Hàn tiếp tục xem, hắn lại bị kéo vào không gian hắc ám, ý thức thoát ly nhục thân. Thẳng đến khi vị diện trong cơ thể chấn động, hắn tỉnh táo lần nữa, sau đó hắn lại nắm giữ năng lượng hủy diệt cao hơn một phần. Cổ quái, giống như nắm giữ năng lượng hủy diệt không phải là hắn mà là vị diện trong cơ thể. Lăng Hàn có thể đột phá thất cốt, thất biến và thất văn đều nhờ vào sinh linh lực của vị diện trong cơ thể nhưng bây giờ không hiểu vì sao lại có nắm giữ năng lượng hủy diệt. Tất cả là công lao của vị diện trong người, hắn có thể không kỳ quái hay sao? Nếu không phải những vị diện kia, những sinh linh bên trong cũng là hắn dựng dục ra, hắn sẽ hoài nghi có phải mình lâm vào bố cục của tồn tại cường đại nào hay không. Cho dù chỉ là hấp dẫn nhỏ, Lăng Hàn cũng không khống chế nổi chính mình, tiếp tục đi nghiên cứu tấm linh đồ. Mấy lần ngơ ngác, Lăng Hàn kinh ngạc phát hiện tấm linh đồ trước mặt không được đầy đủ. Có khả năng chỉ là một nửa, thậm chí một phần ba. Hắn học thì học được nhưng không thể thôi phát năng lượng hủy diệt đến cực hạn. Lăng Hàn muốn thu tấm linh đồ lại, hắn phát hiện không thể thu đồ chơi này vào pháp khí không gian, khó trách đặt tấm linh đồ tại đây. Hắn gật đầu, bởi vì không thể thu vào pháp khí không gian, Thái Cổ Chân Quân muốn nghiên cứu cũng chỉ có thể sử dụng trận pháp bảo vệ, cho nên nơi này mới có ghế và bàn, chính là cung cấp cho Chân Quân nghiên cứu linh đồ. Nhìn bàn và ghế này không có cho bụi, hiển nhiên Thái Cổ Chân Quân vẫn luôn nghiên cứu tấm linh đồ này. Nói cách khác, hắn còn không có nắm giữ năng lượng hủy diệt. Kỳ quái, ta nhìn là học được, cũng không khó à. Không đúng, bản thân ta không học được mà là thân thể học được,
tự nhiên vừa nhìn là biết, giống như ta trời sinh nên như thế. Hóa, chẳng lẽ linh đồ này có quan hệ với thần thạch hay sao? Lăng Hàn cảm thấy khó hiểu, một khối thần thạch có thể dựng dục ra một nguyên thế giới cực kỳ phức tạp. Việc như vậy đã quá kỳ quái, nếu tấm gia thú có quan hệ với thần thạch, tất nhiên cũng có lai lịch lớn. Không thể lưu thứ này. Lăng Hàn thu gia thú và nhét vào trong ngực, sau đó rời đi. Trộm vật trọng yếu như vậy, hiển nhiên hắn không thể ở lại Thái Cổ Tông, hắn cũng thu trọng bảo của người ta. Vậy thì đi thôi. Lăng Hàn lại lượn quanh vị trí linh tuyền, hắn thu sạch linh tuyền vào pháp khí không gian, nếu muốn lấp đầy, không có thời gian vài năm là không được. Đi. Lăng Hàn mượn ra hư không thú xuống núi, sau đó khôi phục diện mạo thật sự, nghênh ngang rời đi. Xèo, một bóng người bay tới ngăn cản trước mặt hắn. Rõ ràng là một lão bộc dưới trướng Ngưu Kiếm Hoa, hiển nhiên hắn không nhận ra Lăng Hàn. Lão bá, có việc gì? Lăng Hàn mỉm cười hỏi. Đi thôi. Lão giả nhìn Lăng Hàn một vòng, liền phất phất tay, dáng vẻ không kiên nhẫn. Nha! Lăng Hàn gật đầu, nhanh chân rời đi. Chờ một chút. Lão giả lại đuổi theo, hắn cau mày nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn, nói, bóng lưng của ngươi khá quen. Lăng Hàn bình tĩnh đáp, lão bá gặp qua ta. Không có. Lão giả lắc đầu lần nữa, cảm thấy mình quá đa nghi, lại phất tay nói, đi thôi. Các bạn vừa nghe xong tập 403 của bộ truyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.